Nhiều học sinh trường tiểu học Thành Công B, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội đã bị nôn ói, đau bụng, tiêu chảy sau bữa trưa vào ngày 13 tháng 10 vừa qua, trong đó có nhiều học sinh đi cấp cứu tại bệnh viện. Theo ghi nhận, sáng ngày hôm nay, hầu hết các cháu đã quay lại trường, chỉ còn một số ít bạn đang theo dõi tại nhà. Theo phụ huynh, ban đầu một số gia đình nghĩ rằng do con ăn uống tại nhà nên các con bị đau bụng, bởi một số em có triệu chứng ngay vào tối thứ 6 ngày 13 tháng 10, một số em thì đến thứ 7 chủ nhật mới xuất hiện triệu chứng. Sau khi nhập viện, bác sĩ chẩn đoán các em bị nhiễm trùng đường ruột do vi khuẩn. Trong lớp ghi nhận hơn 20 học sinh trong tình trạng tương tự, những lớp khác cũng có học sinh bị đau bụng và sốt cao. Theo báo cáo của quận Ba Đình, ngày 13 tháng 10, học sinh ăn bán trú tại trường, thực đơn bao gồm mì Ý, xúc xích Đức Việt hấp, bánh mì Stab. Từ thời điểm học sinh ăn bữa trưa ngày 13 tháng 10 cho đến chiều ngày 14 tháng 10, không có học sinh nào khai báo có triệu chứng rối loạn tiêu hóa. Đến 22 giờ ngày 15 tháng 10, một số phụ huynh thông báo đến nhà trường có 24 học sinh có biểu hiện đi ngoài, đau bụng, buồn nôn, rải rác ở các lớp. Trong đó có 10 học sinh gia đình đưa đi khám tại các cơ sở y tế. Trong đó có 2 học sinh, một em điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương, khoa chống độc, được chẩn đoán là bị viêm ruột, và một học sinh điều trị tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội được chẩn đoán là nhiễm khuẩn đường ruột. Hiện tại, bệnh nhân đã ổn định và được ra viện. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam sáng ngày hôm nay cho biết, hai tàu câu mực của ngư dân ở huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam khi đang hành nghề ở khu vực biển Trường Sa thì bị chìm, 13 ngư dân mất tích. Vào khoảng 19 giờ 30 phút tối ngày hôm qua 16 tháng 10, tàu cá QNA 90129TS do ông Lương Văn Viên, chú tại huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam, làm thuyền trưởng, hành nghề câu mực. Trên tàu có 54 lao động đang hoạt động cách mũi An Hòa, tỉnh Quảng Nam, khoảng 370 hải lý về hướng Đông Nam, cách đảo Song Tử Tây, Trường Sa khoảng 70 hải lý về hướng Bắc Đông Bắc, thì bị lốc xoáy làm chìm tàu. Tàu cá QNA 90039TS hoạt động gần khu vực tàu chìm đã vớt được 42 thuyền viên trên tàu QNA 90129TS, trong đó có một người đã tử vong. Hiện 12 ngư dân vẫn đang mất tích. Ngoài ra, vào lúc 1 giờ sáng nay ngày 17 tháng 10, tàu cá QNA 90927TS cũng đã bị sóng đánh chìm. Tàu cá QNA 91782TS hoạt động gần khu vực tàu bị chìm đã vớt được 38 thuyền viên. Hiện vẫn còn một ngư dân trú tại huyện Núi Thành mất tích. Tính đến thời điểm hiện tại, đã có 80 người được cứu sống, 13 người mất tích và một người tử vong. Hiện các lực lượng chức năng đang phối hợp với các tàu thuyền ngoài khơi, tiếp tục nỗ lực tìm kiếm những nạn nhân còn mất tích. Thưa quý vị, vùng áp thấp trên biển đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Vào hồi 13 giờ chiều nay, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 160 km về phía Tây Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 9. Để chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới gần bờ và mưa lớn, Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai, Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn yêu cầu Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Khánh Hòa và các bộ, ngành thực hiện một số biện pháp. Đối với tuyến biển từ Quảng Ninh đến Khánh Hòa, theo dõi chặt chẽ diễn biến của áp thấp nhiệt đới có thể mạnh lên thành bão, tổ chức kiểm đếm tàu thuyền đang hoạt động trên biển, quản lý chặt chẽ các phương tiện ra khơi, bằng mọi biện pháp thông báo cho các chủ phương tiện, thuyền trưởng các tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của áp thấp nhiệt đới để chủ động phòng tránh, thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm, chủ động cấm biển và đảm bảo an toàn cho người, tài sản tại các chòi canh, lồng bè tùy theo diễn biến của áp thấp nhiệt đới, bão, sẵn sàng lực lượng phương tiện để cứu hộ cứu nạn để kịp thời xử lý khi có tình huống. Đối với khu vực đất liền các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi, theo dõi chặt chẽ diễn biến của mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, thông tin kịp thời đầy đủ đến các cấp chính quyền, người dân biết để chủ động phòng tránh, ứng phó, giảm thiểu thiệt hại, tổ chức lực lượng hướng dẫn giao thông, cắm biển cảnh báo, nhất là qua các ngầm tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, bố trí lực lượng phương tiện để khắc phục sự cố khi xảy ra mưa lớn, đảm bảo an toàn các tuyến đê biển sung yếu hoặc đang thi công, triển khai các biện pháp tiêu úng, phòng chống ngập lụt khu vực đô thị, khu công nghiệp, kiểm tra rà soát vận hành đảm bảo an toàn các hồ chứa và hạ du, đặc biệt là các hồ chứa thủy điện nhỏ, hồ thủy lợi sung yếu. Các bộ ngành theo chức năng nhiệm vụ được giao chỉ đạo các biện pháp sẵn sàng ứng phó khi có tình huống xấu xảy ra, sẵn sàng lực lượng phương tiện để cứu hộ cứu nạn khi có yêu cầu. Các cơ quan thông tấn báo chí tăng cường thông tin về diễn biến của áp thấp nhiệt đới và mưa lớn đến các cấp chính quyền, chủ các phương tiện hoạt động trên biển và người dân biết để chủ động phòng tránh, ứng phó.
Trong chiều ngày hôm qua, Công an thành phố Hà Nội đã tổ chức hội nghị thông tin báo chí kết quả điều tra ban đầu vụ án giết người này. Phát hiện vào ngày 13 tháng 10 tại khu vực Sông Hồng thuộc xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội. Thông tin ban đầu, đối tượng gây án là Tạ Duy Khanh, sinh năm 1985, nạn nhân là Hồ Yến Nhi, sinh năm 2006. Ngày 10 tháng 10 năm 2023, đối tượng Khanh hẹn nạn nhân đến nhà riêng tại khu đô thị Vinhome Ocean Park, Đa Tốn, huyện Gia Lâm, Hà Nội. Tại đây, hai người đã xảy ra mâu thuẫn. Đối tượng Khanh đã dùng dao sát hại nạn nhân, sau đó phân xác thành nhiều phần cho vào thùng xốp. Sau khi gây án, đối tượng thuê taxi trở đến khu vực thôn Giang Cao, xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm để phi tang. Đối tượng vứt một số phần thi thể xuống sông Hồng và chôn giấu một phần thi thể ở mép sông Hồng. Ngày 13 tháng 10, đối tượng dùng xi măng để phủ lên nơi chôn xác nạn nhân, sau đó bỏ trốn về Thái Bình. Ngày 14 tháng 10, Công an thành phố Hà Nội đã phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Thái Bình, Công an huyện Gia Lâm đã phát hiện bắt giữ đối tượng tại nhà riêng ở Thái Bình. Khi bị phát hiện, đối tượng đã tự sát. Tuy nhiên, lực lượng chức năng đã kịp thời ngăn chặn và đưa đối tượng đến bệnh viện. Hiện tại, sức khỏe đối tượng đã tỉnh táo và khai nhận hành vi phạm tội. Vụ án này thì có một cái tính chất đặc biệt nghiêm trọng. Không chỉ vì giết người, mà còn phân xác của nạn nhân ra để phi tang, để nhằm che giấu truy vết của cơ quan điều tra. Đối tượng này là không nghiện. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Tạ Duy Khanh về tội giết người theo quy định tại điều 123 Bộ luật hình sự. Cơ quan cảnh sát điều tra tiếp tục điều tra làm rõ hành vi, động cơ, mục đích và các hành vi phạm tội khác nếu có. Thông tin đáng chú ý khác, 3 nam thanh niên chở nhau trên một chiếc xe máy lưu thông trên đường, bất ngờ lao vào cột đèn đường tử vong. Vụ việc xảy ra tại thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương rạng sáng nay. Đoạn đường xảy ra tai nạn thuộc phường Bình Chuẩn, thành phố Thuận An, cú đâm mạnh đã khiến cả 3 nam thanh niên văng xa hàng chục mét, bị thương rất nặng. Chiếc xe máy cũng văng xa khoảng 30 mét hư hỏng nặng. Phát hiện vụ việc, người dân đã nhanh chóng đưa các nạn nhân đi cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng, cả 3 nam thanh niên đã tử vong tại bệnh viện. Theo một số người dân, thời điểm xảy ra tai nạn, chiếc xe máy chở 3 nam thanh niên này chạy rất nhanh. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên vừa làm rõ các đối tượng thực hiện một vụ cướp tài sản người nước ngoài đang tạm trú trên địa bàn. Theo trình báo của anh Pang Shiyong, sinh năm 1987, trú tại tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc, hiện đang tạm trú tại thị xã Mỹ Hào. Vào khoảng 2 giờ sáng ngày 12 tháng 10, anh Yong điều khiển xe mô tô đi trên đường thì bất ngờ bị 3 nam thanh niên điều khiển 2 xe mô tô áp sát, cướp tài sản rồi tẩu thoát. Theo trình báo của anh Yong, tài sản bị cướp gồm một ba lô, bên trong có một điện thoại di động nhãn hiệu iPhone, một máy tính xách tay nhãn hiệu Lenovo, số tiền 1.560.000 đồng cùng một số giấy tờ tùy thân. Và cuộc điều tra, cơ quan công an xác định 3 đối tượng thực hiện vụ cướp này là Vũ Văn Đức, Nguyễn Quang Anh và Hoàng Lê Gia Phúc. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận do thiếu tiền tiêu xài nên đã rủ nhau đi cướp tài sản. Trước đó, Đức và Phúc đã thực hiện 2 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn 2 xã Bạch Sam và Minh Đức, thị xã Mỹ Hào. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra Công an thị xã Mỹ Hào đang củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật, đồng thời thu hồi được toàn bộ tài sản bàn giao cho bị hại. Thưa quý vị, sau khi chia tay, Nguyễn Trịnh Duy Anh đã lấy các clip nóng của bạn gái gửi vào nhóm kín trên mạng xã hội và đe dọa tống tiền nạn nhân. Công an thành phố Bắc Cạn đã ra quyết định khởi tố và bắt tạm giam Nguyễn Trịnh Duy Anh, trú tại xã Ngọc Long, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên, về hành vi truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy và cưỡng đoạt tài sản. Tại cơ quan công an, Nguyễn Trịnh Duy Anh đã khai nhận trước đó có quen biết và nảy sinh tình cảm với một cô gái trú tại thành phố Bắc Cạn. Sau đó cô gái đã tự quay clip nóng của mình gửi cho Duy Anh. Khi hai người xảy ra mâu thuẫn và chia tay, Duy Anh đã chia sẻ 3 video clip chứa nội dung văn hóa phẩm đồi trụy lên nhóm kín và yêu cầu người yêu cũ phải chuyển một số tiền nhất định thì mới gỡ các bài đăng và xóa video clip có chứa nội dung nhạy cảm của cô gái này. Do lo sợ thì cô gái đã chuyển cho đối tượng số tiền hơn 2 triệu đồng. Đồn biên phòng cửa khẩu cảng Vạn Gia, Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Ninh vừa bắt giữ xử lý 5 tàu đánh cá đánh bằng hình thức tận diệt.
Vào rạng sáng ngày 16 tháng 10, trong khi đang làm nhiệm vụ tuần tra bảo vệ vùng biển gần bờ xã Vĩnh Trung, thành phố Móng Cái, đội tuần tra kiểm soát của đồn biên phòng cửa khẩu cảng Vạn Gia phát hiện bắt giữ 5 tàu gỗ đang khai thác thủy sản bằng hình thức tận diệt. Các tàu gồm HP 1828TS do Nguyễn Văn Thêm, trú tại Lê Chân, Hải Phòng làm thuyền trưởng. Tàu cá QN90704TS do Bùi Văn Huy Cường làm thuyền trưởng. Tàu cá QN00017TS do Vũ Văn Hiệu, trú tại Quảng Yên, Quảng Ninh làm thuyền trưởng. Tàu cá QN90121TS do Bùi Văn Cường, trú tại Thủy Nguyên, Hải Phòng làm thuyền trưởng. Và tàu cá QN09268TS do Nguyễn Văn Thắng, trú tại Quảng Yên, Quảng Ninh làm thuyền trưởng. Các phương tiện đã vi phạm lỗi sử dụng chã cào khai thác thủy sản trái phép. Hai đối tượng Sùng A Tủa sinh năm 1994 và Sùng A Co sinh năm 1995 cùng chú tại huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên vừa bị bắt quả tang về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tại khu vực xã Nậm Búng, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái, đối tượng Sùng A Tủa và Sùng A Co bị bắt quả tang khi đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy cùng với tang vật tại chỗ gồm 20 bánh heroin có khối lượng 6,678 kg và 9,665 kg ma túy tổng hợp cùng với một số tang vật có liên quan. Cũng liên quan đến ma túy, tại Quảng Nam, lực lượng chức năng tỉnh vừa bắt giữ hai đối tượng vận chuyển trái phép chất ma túy từ Lào về Việt Nam. Tại cửa khẩu quốc tế Nam Giang, tiến hành kiểm tra xe ô tô 29 chỗ ngồi hiệu Hyundai Country mang biển số Lào 2665, tổ công tác phát hiện trong hai thùng xốp có 5 bánh hình chữ nhật, nghi là ma túy dạng cần sa khô. Tổ công tác xác định số hàng trên là của Trương Hồ Phước Tú, 40 tuổi, trú tại Vinh Thanh, Phú Vang, Thừa Thiên Huế. Qua lấy lời khai ban đầu, Tú khai 5 bánh này là ma túy dạng cần sa, mua từ một người đàn ông bên Lào với số tiền là 21 triệu đồng, mang về Việt Nam mục đích để bán kiếm lời. Số tiền để mua ma túy trên là của người đàn ông tên là Tấn, 55 tuổi, ở thành phố Đà Nẵng, đưa cho Tú. Tổ công tác đã tiến hành giữ người trong trường hợp khẩn cấp, khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Hữu Tấn ở phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng. Hiện vụ việc đang được tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ. Liên quan đến vụ việc Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận bị người lạ đến nhà hành hung gây thương tích, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận vừa có ý kiến chỉ đạo cơ quan công an khẩn trương điều tra, xử lý, đồng thời tổ chức thăm hỏi và có biện pháp ổn định tình hình dạy và học tại trường Hàm Tân. Thông tin ban đầu, trưa ngày 14 tháng 10, phụ huynh một em học sinh lớp 11 đến nhà tìm thầy Nguyễn Đình Thiều là phó hiệu trưởng trường Trung học Phổ thông Hàm Tân để nói chuyện, phản đối việc nhà trường mời con mình lên làm việc trong lúc tiết học đang diễn ra. Tuy nhiên sau đó, thầy Thiều bị người đàn ông đi cùng với phụ huynh này lao vào đánh, dẫn đến nhập viện cấp cứu trong tình trạng gãy mũi, chấn thương hàm và tụ máu mắt trái. Vào cuộc điều tra, đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hàm Tân đã xác định được danh tính đối tượng tấn công thầy giáo và đang xác minh nơi lẩn trốn để vận động đối tượng ra đầu thú. Tiến hành kiểm tra cơ sở cầm đồ Đại Lợi nằm trên địa bàn thị trấn Chợ Rã, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Cạn, Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp cùng Công an huyện Ba Bể đã phát hiện Vũ Ngọc Dương, chủ cơ sở, có biểu hiện hoạt động cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Bước đầu điều tra, cơ quan công an phát hiện Vũ Ngọc Dương đã cho vay, cầm cố tài sản và thu tiền lãi của người dân vượt quá quy định của pháp luật với lãi suất lên đến 7.000 đồng một triệu một ngày. Khám xét khẩn cấp tại cơ sở cầm đồ của Dương, cơ quan công an đã tạm giữ gần 10 triệu đồng, 10 xe mô tô cùng nhiều giấy tờ, tài liệu có liên quan. Được biết, Dương đã có 2 tiền án, trong đó vừa chấp hành xong án phạt 7 tháng tù cùng với tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, chưa được xóa án tích. Hiện Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bắc Cạn đã phê chuẩn lệnh bắt người trong trường hợp khẩn cấp đối với Vũ Ngọc Dương. Cũng với hành vi cho vay lãi nặng, cơ quan cảnh sát điều tra bốn đối tượng vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An kết thúc điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát Nhân dân cung cấp đề nghị truy tố. Đó là Phan Văn Hải, Quách Văn Chính, Nguyễn Văn Chiến cùng chú thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội và Nguyễn Hữu Phúc, chú tỉnh Phú Thọ. Từ đầu năm 2022, nắm bắt được nhu cầu vay tiền mà không cần thế chấp tài sản của nhiều người dân, Hải đã cho gần 70 người trên địa bàn các huyện Tân Thạnh, Thạch Hóa, Thu
Thủ Thừa, tỉnh Long An vay tiền với lãi suất cao nhất lên đến 720% một năm. Có người giới thiệu á, cái mới điện, điện cho người đó, cái nói là đang cần tiền để mượn, cái nó hỏi là nhà ở đâu, thì mình chỉ nhà thì nó chạy lại nó coi nhà thì nó không có cần giấy tờ hết, nó cho mình mượn tiền luôn, nó đưa tiền liền luôn, rồi xong hàng ngày là mình phải trả đóng tiền góp cho nó. Đối tượng cho vay với thủ đoạn là đi rải tờ rơi trên đường, có nội dung là cho vay trả góp và số điện thoại để liên lạc. Khi người vay cần thì sẽ liên hệ với đối tượng qua số điện thoại, sau đó đối tượng đến gặp trực tiếp để cho vay. Khi vay thì đối tượng chỉ cần người vay thế chấp giấy căn cước công dân bản chính hoặc thẻ bảo hiểm hoặc là giấy khai sinh. Hải khai nhận từ năm 2020, cả nhóm đến xã Tân Bình, huyện Tân Thạnh để sinh sống và hoạt động cho vay lãi nặng. Hải phân công cho Chiến, Chính, Phúc đi thu tiền gốc và lãi theo từng địa bàn cụ thể và trả công mỗi đối tượng từ 8 đến 9 triệu đồng một tháng. Bị can biết hành vi bị can là sai trái pháp luật. Sai trái là cho người dân vay vượt với cả mức quy định của pháp luật. Qua vụ việc thì cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Tân Thạnh khuyến cáo người dân không nên vay nợ các cơ quan tổ chức ngoài tín dụng ngân hàng nhà nước, hãy đến các ngân hàng nhà nước để làm các thủ tục vay theo quy định pháp luật. Khi phát hiện các đối tượng cho vay, mạnh dạn tố giác đến cơ quan công an để phối hợp xử lý. Để hạn chế hệ lụy do tín dụng đen, Công an tỉnh Long An đề nghị chính quyền địa phương và các ngành đoàn thể tăng cường công tác tuyên truyền, đồng thời quan tâm hỗ trợ người dân tiếp cận các nguồn tín dụng phù hợp để phục vụ đời sống và sản xuất.